dị khiến nhà công vụ áo trơn vai xe Toyota đã quá sử dụng, huy hiệu đảng bác đến tuổi 55, bác vừa được trung ương trao tặng, chắc bác vinh hạnh, con chúng con học tập bác suốt
tuổi bay mươi chín bác chưa được nghỉ hưu, cùng trung ương chăm lo việc nước, bác chỉ mong cho dân giàu nước mạnh, còn bản thân luôn giản dị khiêm năm mươi lăm, bác vừa được trung ương trao tặng, chắc bác vui trong niềm vinh hạnh, con chúng con học tập bác ruột nó đời, con chúng con học tập bác ruột nó đời.